là mạch môn đông. Đây thì tụi em coi này, mấy cái mạch môn đông nè, mấy cái người hồi xưa thầy nhớ đó, cái này họ cũng kỹ, họ lấy ra nè, lấy tâm nè, ta gọi là mạch môn khử tâm, tức là cái tâm nó như vậy nè. Thì thường thường hồi xưa là trong mấy tiệm thuốc bắc có mấy bà mà ở nhà hay lấy cái ben nó gấp, nó mới kéo ra, không kéo ra một đầu cắt ở đây cho nó hở đầu đi, nắm kéo ra là. Nhưng mà có một cái ở trong rừng á, hồi xưa thầy đi trong rừng á, cái mạch môn này nhiều lắm, nhưng mà cái người Việt Nam mình á, không biết chế biến, cho nên mình xách cái mạch môn này nó có một chùm rễ vậy nè. Mà đó giống như em nên thấy người ta nó mạch môn á, em thấy trên rừng đem xuống nó bán chùm vậy nè, em về phơi khô á nó mất hết trơn, nó sập sập hết, nó còn cái vỏ coi. Nhưng mà của ông người Tàu này, cái này của Tàu này nó bán nè, thì nó cơm nó còn mới rời nè, cơm nó còn nè. Lý do vấn đề là chỗ này nghe không? Vậy nó mới hay à, tức là khi mà mạch môn nó đem thu hái tươi về á, là điều tiên là nó cắt nhỏ ra rửa sạch, rồi nó phơi ở trong âm can cho nó ráo, ráo xong rồi nó đi hấp, nó hấp chín. Khi nó hấp chín xong rồi á thì nó phơi khô. Rồi cái này tổ cha không có làm sao mà thoát khỏi là sấy một chút xíu diêm sinh vô đó, thì cái này nó thành cơm luôn, nó lâu hư mà nó lại có cơm luôn. Còn nếu không như mình á, là chế biến theo kiểu nhà mình á, thì mình đem cái trái này vô, mình đem đi phơi khô rồi nó vài bữa mình nói ôi sao đâu mất mẹ nó rồi, còn cái vỏ không à, nó bay mất hết. Cũng như táo á, mình mua cái táo Trung Quốc, tại sao táo Trung Quốc mà mình dùng được mà táo Việt Nam dùng được? Tại vì mình hồi xưa thầy tức cười lắm, cái chỗ thầy làm việc á là họ cũng có mua đồ chế táo tàu rồi nó trồng vườn đồ dữ dội lắm, nhưng mà khi lên nó phơi xong còn vỏ không à, gỏi hạt không à, nhìn thấy buồn ghê. Lúc mà thấy táo thì em thấy thấy bự vậy, ngon ăn thơm ngon ha, rồi nó làm đã đỡ còn táo còn hạt gì vỏ không à. Ok thầy thiệt tình em nghe vậy á, bắt đầu thầy cũng ù tai rồi. Dỡ tươi ăn nó ngọt à. Tươi á, tất nhiên mạch môn thiên môn rồi bách bộ tất cả đều ăn ngọt hết, trong đấy nó nhiều nước, nó ăn như kiểu củ lạc non nhiều nước à. Trước em rồng nhưng bây giờ thôi bỏ này gì cũng ăn. Cần cả vì gì có đủ không? Trồng nhiều lắm, bây giờ cô em nó gọi là làm thuốc rồi bây giờ nó bỏ hết. Không có lời, tại mạch môn á là không có trồng, không có lời. Đây nó trồng á. Mạch môn, mạch chỉ á, rồi cây gối hạt này, có những cây ở trong thuốc này còn chưa ra, còn chưa gì. Nhiều chứ. Thắp thiên địa hùng. Cây bạch chỉ á. Là cũng giống như thầy nói á, bạch chỉ nè, đương quy nè, đảng sâm nè, hồi xưa mình đem về trồng, ta gọi là đương quy, bạch truật, đảng sâm, rồi quyên sâm nữa, là di thực á, phơi khô lại còn cái vỏ. Là do cái chế biến thôi, đó mà chế biến thầy nói vậy đó, cho nên thầy nói em á, tụi em hồi xưa mà cái nhân sâm á, thực ra là hồi xưa cái tên thầy nhân sâm nhiều lắm, rễ đu đủ non. Cái đu đủ á nó bỏ hạt cứ lên đó. Cái cây nào bự vậy nè, thấy không, là cái củ nó tròn quấy vậy nè, cái nó nhỏ mà dễ lắm, nó nhổ cái lên bị đất ở trên Đồng Nai đất đỏ mà nó nhổ lên nguyên thành nguyên củ sâm luôn đó. Rồi bắt đầu nó lấy cái dao cắt ngang, rồi nó lấy chỉ á, nó cột lại cái đầu, rửa sạch, nó cột cái đầu xiết vô rồi phơi khô thôi. Phơi khô rồi bắt đầu rồi phơi dốt dốt xuống rồi hấp giống như mình làm cái gì đó nấu xôi, đồ xôi vậy đó, nhưng mà nó làm cái lò lớn, rồi sau khi hấp chín xong nó phơi khô ráo rồi nó sấy xính, rồi bỏ vô cái lọ
nhân sâm Hàn Quốc nữa nha. nhưng mà tụi em biết đó là cái sâm đó uống á, có hại không? Không hại. Vì cái vị cái đu đủ á, nó kích thích tiêu hóa, làm cho mình ăn ngon lắm. Chứ người ta bị ngộ nhận. Mà đâu có ai lấy sâm ra mà nhậu đâu. Bởi vì mất tiền quá mà. Cho nên là ăn cơm uống chút xíu. Nhưng mà thiệt ra là nó kích thích tiêu hóa, làm ăn ngon miệng lắm. Mà thấy khỏe ra nữa. Thấy không? Thế thì đu đủ mãi mãi vẫn là nhân sâm là vậy đó. Bữa nào tụi em về làm thử nhà, nhà nào có đất như ông này chắc nhà có đất đi làm thử mấy cái đu đủ. Thấy không? Lại hạt vô. Đinh lăng hả? Ủa chứ cái đó dễ bị lừa lắm nha. Rồi, mạch môn á là nó nói là mạch môn tính vị cam hàn giải khát trừ nhiệt là thuốc rất hay. Bổ tâm thâm phế tâm thanh phế xưa nay uống vào hư nhiệt. Chứng này khác đi, tức là ho mà người sốt á, người nóng á, rồi cổ họng khô á, thì đừng bao giờ quên mạch môn. Mạch môn thiên môn là chữa ho cực kỳ luôn. Trên ba vị á, mạch môn, thiên môn rồi bách bộ họ nấu cao. Thành ra làm ra cao gì? Cao bách bộ. Nhưng mà thiệt ra phải có thiên môn với mạch môn trong đó. Thì tên em đó ba nó thiếu gì? Ta nấu cao. Đó, ta nấu cao, cao đó cao uống chữa ho hay lắm. Thấy không? Nhưng nhớ nghe này nè, mạch môn, bách bộ, thiên môn gì đó, nó chữa ho rất hay, nhưng mà nó trừ đạm không được. Cho nên khi nấu ba gì đó vô, người ta bỏ thêm kiết cánh. Kiết cánh là cát cánh. À, thì cát cánh nó long đờm. Bối mẫu long đờm, tức là bỏ hai gì đó, thêm gì nữa là bán hạ. Bán hạ kiết cánh là cá cánh. Cánh bối mẫu và bối mẫu. Bối mẫu nó có hai vị nha. Một là thổ bối mẫu. Thổ bối mẫu, cù bối mẫu cũng vậy mà bự vậy nè. Nó gọi là thổ bối mẫu. Còn bối mẫu mà chính đông của Trung Quốc nó cụ nó có chút xíu à. Bằng cái đầu ngón út. Nhỏ xíu à. Ba cái gì đó nó làm cho long đờm. Còn ba cái gì kia là nó làm cho chữa hết ho mà bổ phổi. Cho nên nhà nào muốn nấu cao thì lên kết hợp với nhung nấu cao ho. Mạch môn rồi thiên môn. Thiên môn này ta cũng rút tâm ở đây, có chưa rút này mà thấy cái tâm không? Đó, mọi người là thiên môn nãy thầy nói rồi, mạch môn thiên môn bách bộ giống nhau. Nhưng mà hồi xưa thầy làm thuốc á thì thì nhìn này thì sợ nhất à, nó giống con lại á. Vì thiên môn á nè, mạch môn thì nó ngắn rồi thiên môn nó dài ra. Thì nắm cái kéo ra, cái này là nó đều có hấp có xế sinh đó nè, nó mới được vậy nè, nó mới mập mạp ngon lành này ha. Đó, và đặc biệt là không móc, mùa nôm này nôm gì nó không móc. Tại sao vậy? Không, nó xế sinh nè. Không? Thì nãy thầy nói rồi, mạch môn, thiên môn, bách bộ. Đừng có học ít hiểu nhiều, học nhiều không hiểu mẹ hết. Rồi, bắt đầu học tới vị Hoàng Liên 13. Hoàng Liên này á là để thầy nói tụi em này. Cái củ này nè, người ta trồng phải tới 5-7 năm mới ra đường củ này nè. Mà trong một cái khu rừng mà trồng Hoàng Liên á, không có đơn giản mà ra được nhiều đâu. Trong khi đó ở Việt Nam mình có cái gì, mẹ quên rồi, cũng giống hệt Hoàng Liên mà nó là dây. Ở hồi xưa thầy nhớ là ở Hắc Dịch, Hắc Dịch mà của Đồng Nai, Châu Thành, Bà Rịa, Đồng Nai á. Mà cái dây nó tụi em tưởng tượng á, nó bằng bắp chân như này nè.
nó bằng dây nè. Mà cái dây, cái rừng đó đó, rừng hắc dịch đó đó, riêng cái rừng đó đó là nó đã có lịch sử mấy trăm năm rồi nó mới có được cái cây đó. Cái dây đó, nó gọi là dây. Dây gấm không? À, dây gấm không có ra cái này. Dây gấm nó không có đắng. Dây gấm, dây gùi không có ra. Nhưng mà dây nó tự nhiên thầy quên mất tiêu rồi. Cái dây bự lắm. Không, dây gấm cũng to lắm. Dây gấm to lắm. Rồi, sau đó là ở đây nó chiết ra cái gì biết không? Chiết ra cái một cái chất là berberine. Berberine nó làm chữa cái đường ruột rất hay ha. Thì mình được có cái may mắn là mình có một cái ông anh cả kế bên tử tế. Ông mua. Rồi mấy người đó mới đốn hết toàn bộ. Trở về Trung Quốc giết berberine rồi mình mất luôn cái khu rừng thuốc. Vì sự mà lãnh đạo cũng hơi ngu dốt của Việt Nam mình. Lúc đó là hồi mới giải phóng là tất cả đất đai phá để làm phá rừng để mà trồng lúa đó, trong khi đó là một cái sào, tức là 1000 mét vuông mà trồng cái cây này nó bằng cả bao nhiêu cái kia, không có thể nào mà tả được hết. Rồi chưa nói là những cái thằng mua bị Trung Quốc nó ối hàng lại, cái nó mới xách nó bán củi. Để thầy phải kia coi lại cây cái tên gì. Chiết xuất berberine bằng dây gì? Chiết xuất berberine bằng dây gì? Thầy cũng ước ao sao mình thành dân Bắc để đọc cho nó đúng, đọc tiếng Nam nó ra nó không hiểu. Nó gọi là cây vàng đắng, quăng đăng, dây quăng đăng, tức là chiết xuất ra đó là cây vàng đăng, tức là vàng đắng á. Phải nói tới berberine thì phải nói nó quăng đăng. Dây nó vàng khè, giặt ra nó vàng khè. Thì thầy nói cho em là cái thuốc Việt Nam mình không thiếu. Nhưng mà bây giờ nó phá tan nát hết rồi. Quăng đăng á. Cũng như ở miền Trung á, vừa rồi ở Nha Trang á, người ta phát hiện ra cái cây mà chữa ung thư gan á. Cái cây tôi quên tên nữa rồi. Rồi Trung Quốc nó qua mua hết. Dân mình tham tiền đào rễ lên bán hết. Giờ không còn cái nào. Thì những cây nó nhỏ lắm không thầy? Hôm vừa rồi em về Quảng Ngãi, em đi lên mộ các cụ em ấy. Em cũng nói là cái nó hái cái lá này về xong nó phơi xong sao vàng lên. Không, nó rễ. Không, rễ. Thì đấy thì là mà mẹ chồng nó bị ung thư gan mà uống cái đấy liên tục mà kéo dài được 2 năm. Nó nói tên xong em quên rồi. Thầy hồi xưa thầy có đem ra đây để cho mọi người nấu nước uống á. Anh Kiên gửi cho em chưa đâu anh chị em mình mới nấu nước. Đó để nấu nước đó. Mà lúc đó là thầy mua được 10 kg rễ. Mua chánh gốc luôn á. Mà đôi em không có thể nào tưởng tượng, cái rễ nó thơm như là nhân sâm vậy. Thầy ngâm rượu giờ thầy để đó thầy chưa uống, để bữa nào nghe nhắc là cái ung thư gan là phải uống để mới ung thư gan mẹ đó. Hả? Ừ, bác bà đó. Không phải các bạn nghe tên đúng rồi. Nói tên thì tôi để tối về. Mà vừa rồi á, có người lại nói thầy mà thầy quên mất lấy cái địa chỉ ở đó rồi. Họ trồng lại cái đó. Họ trồng nhiều lắm. Nhưng mà không bằng cái tự nhiên. Tại kia tự nhiên nó mọc trong hốc đá đó. Ở trong rừng ấy. Trong rừng á. Đúng rồi, nó mọc em thấy cái cây cạnh mộ của bà bác em là nó giữa hai cái hốc đá.
nó nằm trong mấy cái hóc đá không à. Rồi có lúc đó là người ta lấy cái cây đó, người ta làm gì, người ta đào được cái rễ bự á, nó bán là một cây cả chục triệu, mấy chục triệu luôn á, cả trăm triệu luôn á. Thế thì đấy coi. Nó thần dược luôn mà. Thần dược luôn, nổi tiếng luôn. Mà Trung Quốc nó qua nó mua hết. Sáu tam phân, đúng rồi. Đúng rồi, sáu tam phân, đúng rồi. Hay lắm. Sáu. Sáu tam phân. Rồi. Vậy là mọi người nắm được ha. Bây giờ bắt đầu thầy nói tới vị à, riêng cái Hoàng Liên thầy nói cho tụi em á, là thực ra là nó chữa bệnh tiêu chảy rất là hay, bị nó có thành phần hoạt chất là berberin. Nhưng mà cái mà thầy nói á, là trong cái trị liệu mình không bao giờ mình dùng tới Hoàng Liên. Lý do là sao biết không? Nó đắng quá. Nó quá đắng thì nó đắng lắm. Thật ra mình uống vô là mình chết bố mình luôn á. Ra là không bao giờ dùng. Cho bệnh nhân mà uống thuốc cho nó dừng 4 gram thì nó uống cái ngày mai nó biến mất. Nó tưởng nó biến lên khỏi thế gian này, không phải, nó đắng quá nó không dám uống nữa. Cho nên là đừng bao giờ dùng Hoàng Liên để chữa bệnh. Thấy không? Bởi vì có những cái gì thuốc có thể thay thế, không cần nhất thiết với nó. Thấy không? Mà dân mình nó gì ngọt ngọt ngào chút xíu người ta thích, chứ còn biểu đắng cay quá có ai thích đâu. Thấy không? Nhớ nha. Rồi, 14, Hoàng Cầm. Hoàng cầm khổ hàn, khô tả, phế quả, từ thanh đại tràng, thấp nhiệt giai khả. Cái vị hoàng cầm này là cái vị nó có đắng, nó cũng tả nhiệt, cũng giống như cái quỳnh liên, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Và trong những cái thang thuốc mà điều trị nóng rồi là thanh nhiệt rồi chữa gan rồi là bao giờ có gì hoàng cầm ra, mọi người đừng lo. Trong cái bài thuốc nó có, nhưng mà nhớ cái gì thuốc này là nó làm cho bớt nóng, nó xả cái nóng. Nói chung là có bài thuốc thì mình sẽ dùng theo bài thuốc, chứ không có dùng đơn thế này. Rồi hoàng bá. Rồi cái vị hoàng bá này á là nó rất là thường dùng trong một cái bài thuốc. Bài thuốc đó gọi là bài tam diệu. Bài thuốc đó gồm gì? Hoàng bá, ngu tất, thương trực. Ba vị. Hoàng bá, ngu tất, thương trực. À, thương trực. Mấy cái vị này thì dùng sống chỉ có ngu tất là sao thơm thôi. Thì cái bài tam diệu này là bài chữa cái gì? Tức là những cái bệnh gì mà thuộc dưới chân là ta dùng những cái bài thuốc gì ta chữa giữa. Thì ba cái vị thuốc này là ba vị thuốc dẫn xuống dưới chân. Thí dụ như đau đầu gối, đau cổ chân, suy giảm tĩnh mạch, tất cả các thứ, thì ba vị này sẽ là ba vị tá sứ để mà dắt những cái vị thuốc kia xuống dưới chân. Không có nói quân thần nha, nói tá sứ thôi, nó dắt xuống thôi. À, nó gọi là bài tam diệu. Hồi xưa á, là thầy chữa mấy cái trường hợp mà viêm tắc động mạch á, giống như thầy hay nói lúc này á, thì cái viêm tắc động mạch á là thầy có bài thuốc thiệt là hay chữa nó, nhưng mà thấy chữa mà xuống chậm, thầy lấy ba vị này đẩy vô cái là nó xuống ào ào liền. Giống như khi mà chữa bệnh ở đầu mặt mình á, mà thấy nó chậm khỏi thì nhớ hai cái vị mà dẫn lên trên đầu là xuyên khung và bạch chỉ. Xuyên khung và bạch chỉ là dẫn lên đầu ha. Còn tam diệu là hoàng bá, thương ngu tất gì nữa, thương trực. Thương trực phải sao nha? Vâng. Thương trực không dùng sống nha. Thương trực là sao gạo nè, rồi hoàng bá để sống nè, ngu tất sao thơm nè.
Nó gọi là bài Tam Diệu. Nguyên tắc thì sao thơm mà thơm chuẩn thì sao mới gạo. Đúng rồi. Bán.